Xin chào mừng các bạn đến với chương 3 của khóa học hài hước nơi công sở có tên là Cái gì có thể tạo ra sự hài hước? Nếu như mà bạn muốn thể hiện sự hài hước của mình nhưng mà không biết là những cái yếu tố nào thì có thể tạo nên sự hài hước thì chương này chính là đáp án dành cho bạn. Bốn yếu tố tạo nên sự hài hước mà tôi sẽ trình bày trong chương này bao gồm: thứ nhất đó là chủ đề hài hước, thứ hai đó là ngôn ngữ hài hước, thứ ba là cách kể chuyện hài hước và cuối cùng đó là yếu tố bất ngờ. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu với bài học đầu tiên của chương này có tên là chủ đề hài hước. Chủ đề chính là linh hồn của một câu chuyện cười. Như vậy là làm sao để mà những cái chủ đề này có thể tạo nên tiếng cười cho người khác? Thì theo như kinh nghiệm của tôi, để kể một câu chuyện cười mang lại tiếng cười cho người khác, bạn có thể lựa chọn một trong bốn chủ đề dưới đây. Thứ nhất là một cái gì đó gây ngạc nhiên. Hiển nhiên rồi, đúng không ạ? Vô cùng ngạc nhiên. Thứ hai là một cái gì đó gan dở hay còn gọi là lố bịch, đúng không ạ? Có thể nói rằng là khó khó bình thường, đó, nói chung là không bình thường. Và thứ ba là một cái gì đó quá ngốc nghếch, quá ngây thơ. Và thứ tư là một cái gì đó ngược đời và chẳng giống ai cả. Nếu như bạn biết phát triển câu chuyện từ những chủ đề này thì bạn có thể lấy được tiếng cười của người khác. Trước tiên tôi sẽ nói về một cái gì đó gây ngạc nhiên. Gây ngạc nhiên có nghĩa rằng là ban đầu thì người nghe sẽ không hiểu được là tại sao câu chuyện này lại buồn cười, nó có gì đáng cười. Họ có thể sẽ mất một lúc để suy ngẫm và khi ngẫm ra được rồi thì yếu tố gây cười sẽ xuất hiện. Tôi có thể lấy ví dụ như là có một câu chuyện về một cậu bé đi mua sô cô la chẳng hạn, đúng không ạ? Cái câu chuyện này thì nếu như mà các bạn hay đọc là mấy câu chuyện liên quan đến vu va đấy, đúng không ạ? Thì người chủ quán hỏi là cậu bé thích chọn thỏi sô cô la hình con trai hay là hình con gái. Cậu bé thì ngẫm nghĩ một lúc rồi là nói rằng là mình chọn thỏi sô cô la hình con trai. À, câu chuyện chỉ có vậy mà thôi. Và người kể chuyện thì là không có giải thích gì thêm. Người nghe thì có thể là sẽ ngạc nhiên là tại sao rồi ạ? Là cậu bé lại chọn thỏi sô cô la hình con trai, phải chăng là cậu bé này là thích chơi với con trai cho nên là chọn sô cô la hình con trai thôi ạ? Đấy, tuy nhiên rằng là khi mà ngẫm ra rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là có những cái tiếng cười đầy phấn khích và tôi vẫn hay trêu một số cô bạn đấy, đúng không ạ? Là đến nửa đêm bắt đầu tỉnh dậy mới cười đấy ạ. Thì cậu bé chọn thỏi sô cô la hình con trai đơn giản là bởi vì nó có nhiều hơn một mẫu so với thỏi sô cô la hình con gái mà thôi. Chắc là các bạn cũng tìm ra rồi, đúng không ạ? Nếu như mà chưa tìm ra câu hỏi thì nghĩ tiếp đến khi nào mà ra thì bảo với tôi nhé. Trước khi mà chúng ta tìm hiểu sang chủ đề gây cười thứ hai, đó là mời các bạn theo dõi một cái hoàn cảnh sau đây. Cái gì? 2 tỷ hả? Chuyển ngay vào tài khoản cho tôi. Còn 3 tỷ để sau Tết cũng được. Ngay lập tức. Dạ chào anh cần gì ạ? Tôi điện thoại. Bữa nay báo điện thoại bị hư, tôi tới tôi kiểm tra. Như vậy là yếu tố gây cười thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là sự gàn dở hay còn gọi là sự lố bịch. Gàn dở có thể hiểu là một cái gì đó lố bịch, dở hơi, nói chung là không đổ vào đâu cả. À, trong hoàn cảnh vừa rồi thì sự lố bịch nằm ở chỗ cô nhân viên cố tình nói chuyện điện thoại với những lời lẽ đao to búa lớn, cốt là để gây ấn tượng với vị khách, nhưng thật là không ngờ đường dây điện thoại đã bị hỏng và ông khách thật ra là người thợ sửa điện thoại. Chính vì với cái lố bịch rồi là dở hơi ấy mà đã đem lại tiếng cười cho người khác. Chủ đề gây cười thứ ba của chúng ta đó là có thể làm cái gì đó nó ngây thơ, nó quá là ngốc nghếch. Chẳng hạn như là câu chuyện sau đây của chúng ta. Một cô nhân viên văn phòng thì đặt gọi điện một chiếc bánh pizza. Nhân viên bán hàng hỏi rằng là cô ấy muốn cắt bánh thành là 6 miếng hay 12 miếng. Cô nhân viên đáp lại rằng là em muốn chỉ cắt 6 miếng thôi, nếu như mà cắt 12 miếng nhiều quá em không ăn hết đâu. Trong câu chuyện trên thì yếu tố gây cười nằm ở sự ngây thơ của cô nhân viên khi mà cô to cho rằng là cắt ra thành 12 miếng thì sẽ to hơn là miếng bánh được cắt thành 6 miếng chẳng hạn. Sự ngây thơ rồi là ngốc nghếch của nhân vật thì chính là yếu tố gây cười. À, hay là các bạn có thể search trên mạng, đúng không ạ? Chúng ta đọc truyện về cô gái tóc vàng hoe chẳng hạn. Đấy, mấy câu chuyện là nó gần giống như thế này lắm.
Và cuối cùng thì tôi sẽ trình bày với các bạn là chủ đề thứ tư của chúng ta, đó là một cái gì đó ngược đời. Tiến sĩ Alain Phan, một doanh nhân Việt kiều nổi tiếng với rất là nhiều cái bài viết sắc sảo, thì đã từng có một cái bài phát biểu lông câu nói rất là ngược đời nhưng mà gây được tiếng cười rất thâm thúy trong dư luận. Số là một tờ báo điện tử đã tiết lộ với Alain Phan rằng bất cứ bài gì về Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà thì đều có hơn 600.000 người đọc. Riêng bài về cô gái bị rắn cắn đâm ra cuồng sách có gần 1 triệu người đọc. Ông Alain nghe thấy vậy thì đã tỏ vẻ buồn bã mà trả lời rằng có lẽ Alain cũng phải để cho rắn cắn rồi mới có nhiều bạn đọc. Câu nói thì nghe có vẻ rất ngược đời nhưng lại hoàn toàn hợp lý trong ngữ cảnh đó. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là những câu nói ngược đời thì cũng là một cái nhân tố để gây cười rất là thú vị. Vừa rồi thì bạn vừa mới được tìm hiểu về yếu tố gây cười đầu tiên của chương 3, đó là chủ đề hài hước. Hy vọng rằng là qua bài học này bạn sẽ biết cách lựa chọn chủ đề cũng như là xây dựng tình huống gây cười thật là sáng tạo. Hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo.